Xin kính chào quý khán thính giả của đài SET 56.5 tại miền Nam California. Hôm nay Trang có mặt tại IBS Show ở Vegas Convention Center và rất hân hạnh được gặp được chị Tammy, là president của hãng T4 Spa. Hello chị Trang, khỏe không chị? Dạ em khỏe, thank you, nice to see you chị. Có gì mới không chị? Nhất định rồi, năm nay là y mình đi mấy cái mẫu mới của mình sẽ tạo dụng những cái leather, những cái leather upholstery để cho dùng những với cái bồn của mình. Dạ thì hân hạnh hôm nay là T4 đang có những cái ghế spa mà có model ngay đây, thì chị Tammy sẽ đi giới thiệu từng cái ghế để cho mình biết là ghế của T4 chất lượng sản phẩm như thế nào và khác với tất cả những hãng khác như thế nào nha. Hiện tại bây giờ bên T4 là một công ty độc quyền về cái ghế Human Touch. Thì ý Tammy sẽ giải thích một tí tiếng Mỹ, một tí tiếng Việt, từ vì tiếng Việt của Tammy nó thật sự cũng không có giỏi mấy. Okay, so like I said, T4 là một cái công ty độc quyền về cái ghế Human Touch hiện tại ở trên cái ngành nails. Thì cái đặc biệt của cái Human Touch á, là mình có những cái sản phẩm mà hiện tại bây giờ không có ai có hết á. Nếu mà người ta muốn á, thì người ta phải mua trực tiếp qua bên T4. Yes. So cái đặc biệt của mình á, là first of all, mình design, mình đang làm việc với một người công ty Mỹ, chứ không phải là ít mình đi qua Trung Quốc mình làm hết những cái đó. Mình work with Human Touch từ bên Long Beach để thành lập ra một cái product riêng cho T4. Okay? So first of all, T4 là một cái remote control that is built in. Okay? T4, a built-in remote control. Cũng là một cái công ty thứ nhất để dùng cái stainless steel tray. Tại vì mình dùng acetone all the time, so mình sợ là nó sẽ ảnh hưởng tới những cái product của mình. Thì mình làm, mình thay đổi qua bằng stainless steel tray. Những cái tray của mình là nó sẽ fold down, là một, nó tay nó hoàn toàn nó lên 90 độ để cho những người khách đó, nó đi, nó bước vô thì nó rất là dễ. Dạ vâng, ok. Tụi em sẽ có một cái USB ở bên đây. Nó charge những người hiện tại bây giờ everybody holds a phone everywhere they go, thì mình có để sẵn một cái USB để cho họ tiện xài. Bên hai bên hông á, mình sẽ có cái purse hanger để cho những người phụ nữ mà vô mình sẽ đeo cho những cái ghế. Ok, cái đó là những cái đặc biệt của mình. Với lại những cái bộ da của mình á, là hiện tại bây giờ là acetone resistant, nghĩa là đổ acetone vô mình chùi thì từ từ lúc mà nó khô á, nó sẽ thành trở lại cái màu cũ của nó. Cái đặc biệt của bên T4 cũng là một cái công ty ra đầu tiên, là cái chậu mà hiện tại bây giờ kỳ trước á, là nó có một cái footrest. Hiện tại bây giờ mình sẽ không có xài cái footrest nữa. Cái phần lớn là những người khách mà vô để làm chân á, là tôi muốn làm treo thì mình phải xài cái light, cái LED light. Trước nhất là mình xài cái liner, tự đưa cho chị xin cái liner. Cái liner của mình á, mình mua ở đâu cũng được hết, nó rất là dễ. Thì lúc mà mình làm á, mình sẽ bọc hết cái liner, nghĩa là mình để chân khách của lên đây á, mình cạo callus remover hay là mình clean cái đôi chân á, là những lúc mà mình xong á, mình sẽ lấy cái này, mình sẽ tháo cái này, là những cái bẩn nó vô đây là nó sẽ không có đụng tới cái sink. Là một. Thứ nhì là bây giờ ý khách của mình nó làm treo thì mình để cái đèn ở đây á, là mình không có cần dùng cái chân để mình đựng, để mình đỡ cái đèn. So it's a platform so they can put all their stuff on there. So that is our specialty for this year and next year. Rất là sang mà gọn gàng. Thì đó, quý vị check out ghế T4 ha. Thì mình còn cái ghế nào để mình giới thiệu cho khách nữa không á chị ha? So we also have a thing called the Skistella. Thật sự cái Stella mình cũng ra cũng 3-4 năm rồi, nhưng mà cái quan trọng của mình á, là mình muốn đi theo một cái design mới, chị biết không? Thì cái ghế của tụi em cũng giống nhau. Hiện tại bây giờ á, là những cái bồn của tụi em lúc nào nó cũng có một cái ventilation system. Nghĩa là hiện tại bây giờ cái state board requires us to have a ventilation system. Thì cái footrest của tụi em á, là nó có cái ventilation system built in already. Okay? Cái đó là một. Thứ nhì, cái này hiện tại bây giờ á, nó sẽ lên như vậy để cho khách để chân, để cho con nít lúc mà they're shorter, so người ta có để đây. Cái thứ nhì là cái này, nghĩa là những cái chân mà nó nặng, when it's heavy, cái này là mình đỡ. Okay? So that is one of the stuff that we have available.
Đúng nhỉ, vâng. So they're rubber, it's easy to clean, acetone resistant. Thì cái bộ da của tụi em á, là nó sẽ come in 5 different colors, màu gray, màu đỏ, màu espresso, màu kem, and I'm a cappuccino. Okay. Ở đây là hãng T4 Spa. Thì các anh chị nhớ check out. Chị có cái website hả chị? Hay số phone hả chị? For anybody who's interested, our website is www.t4spa.com. If not, gọi thẳng 888-502-8307. Again, it's www.t4spa.com or 1-888-502-8307. Nếu như mà in case mà lỡ mình có quên á thì mình cứ nhớ T4, mình Google T4 Spa thì tất cả sẽ có information ở trên Google luôn. Dạ vâng, cái quan trọng nhất đó là mình nhớ là T4. Có nhiều hãng hiện tại bây giờ những cái mẫu má của tụi em á là tụi em spend a lot of money để design, để patent, thì nhiều người khách, nhiều người hãng á nó sẽ copy. Thì nếu mà khách muốn mua thật sự là mua T4 á thì một á là lên website, hai á là gọi thẳng công ty. Ok, cảm ơn chị Thêm Mì đã cho em tất cả những tin tức mà rất là quan trọng về cái ghế spa trong ngành nail của mình. Dạ, hy vọng và chúc chị có một ngày được thành công. Dạ, nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Thank you.